Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 4 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng thống Mỹ đã làm ý đảng lòng dân tại Việt Nam gần nhau thế nào. Các ứng xử của chính quyền dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Trung Quốc đem lại ấn tượng chưa từng thấy, đã khiến cho người dân Việt Nam dường như xem ông Tổng thống Mỹ Donald Trump chính là Tổng thống của mình. Và ngay cả thái độ của chính quyền của Đảng Cộng sản toàn trị ở Việt Nam cũng có sự chuyển biến rất rõ rệt. Dường như ý đảng và lòng dân có chuyển biến đến gần nhau hơn cũng nhờ ông Trump cùng với cuộc bầu cử Mỹ đang khuấy động người Việt Nam hơn nửa năm qua. Đó là một góc nhìn riêng của một cựu tù nhân lương tâm, anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, qua bài bình luận được chia sẻ như sau. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Việt Nam ngày 27 tháng 12 năm 2019. Báo của Đảng Cộng sản Việt Nam xưa nay cứ mãi tán tụng rằng ý đảng lòng dân để ra điều người dân một lòng tin vào đảng, còn đảng thì luôn làm theo tâm nguyện của nhân dân. Nhưng trên thực tế có được như thế hay không lại là một câu hỏi rất lớn. Tình trạng khiếu kiện án oan sai ngày càng nhiều mà báo chí, cơ quan nhà nước cũng không thể không thừa nhận. Nạn tham nhũng từ trên xuống dưới, từ thôn đến xã đến trung ương đã trở thành quốc nạn, đảng phải gọi là giặc nội xâm. Chuyện chủ quyền biển đảo, người dân không khỏi nghi ngờ khi những cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn cứ bị trấn áp bằng đủ các hình thức khác nhau. Đảng không chịu cho ra luật biểu tình, luật về hội để những hội đoàn quốc doanh tiếp tục sống bằng đồng thuế của người dân. Báo chí quốc doanh lại còn phải chồng thêm mấy cổ vòng kim cô nữa. Thì làm sao đảng nghe cho thấu, cho thật lòng của dân được đây? Thế nhưng dường như có một thứ mà đảng và người dân có thể đến gần với nhau hơn, đó là hiện tượng Donald Trump. Về chủ quyền biển đảo, trong khoảng 15 năm nay, với Việt Nam, vấn đề Biển Đông luôn sôi sục bởi hành động xâm lấn gây hấn từ Trung Quốc. Điệp khúc phát ngôn nhàm chán của Việt Nam, phản ứng quốc tế, những đe nẹt từ Hoa Kỳ với Trung Quốc xem ra không hiệu quả chút nào. Cũng phần vì thế mà ở Việt Nam, lòng dân mãi mãi không yên, nghi ngại đảng, nhà nước thỏa hiệp với Trung Quốc, biểu tình, mạng xã hội, kiến nghị, các công trình nghiên cứu vân vân, năm này qua năm khác, bùng lên rồi lại bị dập tắt hoặc lặng dần. Đây là hình ảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khai mạc tại Hà Nội vào ngày 28 tháng 10 năm 2020, trước khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Hà Nội vừa qua. Theo đó, 7 thỏa thuận bản ghi nhớ về hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã được ký kết với giá trị lên tới hàng tỷ đô la trên nhiều lĩnh vực về hợp tác năng lượng, truyền tải điện và chế biến, nhập khẩu thịt lợn diễn ra ngay tại diễn đàn này. Và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chọn một cách tiếp cận với vấn đề hoàn toàn khác nhiều đời Tổng thống trước. Chỉ chưa đầy 4 năm mà khối lượng, chất lượng những công trình và động thái quyết định của Hoa Kỳ không chỉ đơn giản trên Biển Đông mà còn trên rất nhiều các lĩnh vực trận địa khác nhau, trong đó có thêm vấn đề Mekong là đặc biệt lớn và với Đài Loan gần và rõ nhất. Chính quyền Việt Nam rõ ràng đã và đang đón nhận cách tiếp cận này một cách hồ hởi nhưng kín đáo, thận trọng. Từ hai chuyến công du của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có cuộc thương thuyết lịch sử với Chủ tịch Bắc Hàn, cho tới hàng loạt cuộc ghé thăm của nhiều tàu chiến, hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ, và gần đây nhất là chuyến thăm bất ngờ của Ngoại trưởng Mike Pompeo là một trong nhiều minh chứng cho điều đó. Và Đảng Cộng sản Việt Nam với sự ràng buộc ý thức hệ cùng Trung Quốc không thể sớm cởi bỏ, cắt bớt, bắt buộc phải lặng lẽ, pha loãng với cái chất đỏ nhanh hơn qua việc tìm kiếm giải pháp quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Đây là hình ảnh trong một phát biểu gây chú ý vào hôm 26 tháng 4 năm 2020 trên kênh Quốc phòng Việt Nam trực thuộc Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam ông Nguyễn Chí Vịnh đã nói như sau. Những lúc như thế này chúng ta sẽ biết ai là bạn, ai là bạn thân thiết, ai là người mà chỉ là đối tác. Những lúc như thế này mới thấy rằng khi đất nước mình gặp khó khăn thì những ai sẽ đến với chúng ta. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã hóa ra lại thêm một cơ may trong cái rủi. Không còn có những cuộc giao lưu dập dình giữa hai đảng, các đoàn thể hai nước cũng chưa thấy có những chuyến thăm viếng qua lại trước Đại hội Đảng lần thứ 13 của Việt Nam. Về phía người dân dường như đang có được những gợi mở, không được biểu tình, hội thảo thì cũng đã có thứ khác bù đắp. Báo chí nhà nước được thoải mái hơn trong các bài tin vạch trần cái xấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ Biển Đông tới Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương. Hiện tượng VTV mấy tháng trước công chiếu một bộ phim tài liệu có sự tham gia chủ xuyến của nhiều lãnh đạo đảng lên án nghiêm khắc những hành động ngang ngược, dã man của quân Trung Quốc
trong cuộc xâm lăng biên giới phía Bắc Việt Nam vào năm 1979 là một ví dụ minh họa. Còn mạng xã hội, một môi trường mới mẻ cho cư dân mạng biểu tình giúp nhau kiến thức, phát hiện và vạch mặt những dấu hiệu sai trái liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và nuôi dưỡng tinh thần dân tộc thì ngày càng nở rộ và phong phú. Nhưng một câu hỏi cũng được đặt ra, đó là nhân quyền ở đâu? Suốt cả phần tư thế kỷ này, vấn đề nhân quyền Việt Nam luôn được Hoa Kỳ qua cả các đời tổng thống khác nhau quan tâm và tác động bằng nhiều cách. Thế nhưng những vụ bắt bớ, xét xử, án tù rồi bị phản đối hay can thiệp để bảo lãnh xuất cảnh cho các nhà đấu tranh, nhất là khi sắp có chuyến thăm viếng cấp cao của đôi bên hay những cuộc đối thoại nhân quyền xuân thu nhị kỳ của hai nước, cứ lặp đi lặp lại, nhàm chán. Những vụ án mang màu sắc chính trị vẫn càng nhiều hơn và án tù nặng hơn. Đây là hình ảnh vụ bắt giam nhà báo Phạm Đoan Trang mới đây đã gây lên một làn sóng phản đối sâu trong và ngoài nước cũng như dư luận quốc tế. Có thể dần dần cảm nhận được những biện pháp của Mỹ và phương Tây trong suốt hàng chục năm nay hy vọng làm chuyển biến theo hướng dân chủ hóa đối với các chính quyền cộng sản ở Trung Quốc, Việt Nam sau khi hai quốc gia này cải cách, mở cửa có vẻ nặng về hình thức, kém hiệu quả, thậm chí là mị dân. Đằng sau nó là ảnh hưởng lớn của những lợi ích kinh tế. Với Hoa Kỳ, bài toán khó giải còn ở phía khía cạnh chính trị Việt Nam quá quan trọng trên bàn cờ quốc tế với Trung Quốc là vấn đề số 1. Và chính quyền, người dân Việt Nam và Hoa Kỳ cần tìm một hướng khác để thay đổi thực trạng này. Muốn vậy, chúng ta phải xét tới những nguyên nhân gốc rễ của nó. Vấn đề về chủ quyền biển đảo là một trong những nguyên nhân. Nếu phía Hoa Kỳ, các đồng minh, quốc gia đồng quan điểm tiếp tục cách tiếp cận mới như ở trên, ắt sẽ giảm bớt dần những xung đột nội tại ở Việt Nam. Nội bộ đảng, nhà nước Việt Nam, quan điểm cứng rắn hay ôn hòa, nếu được kéo động khéo léo từ từ phía Mỹ, phương Tây sẽ điều chỉnh được cán cân quyền lực ở bên trong. Cụ thể, với thế lực muốn gần gũi Trung Quốc, thường sẵn sàng mạnh tay với những biểu hiện tranh đấu cho biển đảo, cho nhân quyền. Cách tiếp cận mạnh mẽ về Biển Đông gần đây của Hoa Kỳ khiến họ đã bị yếu thế. Đây là hình ảnh nhóm tàu sân bay Theodore Roosevelt Nimitz tập trận ở Biển Đông, ở biển Philippines vào hôm 23 tháng 6. Mặt khác, cần tỉnh táo trước những màn đấu đá nội bộ, tấn công hoặc diễu võ dương ngoài từ bên trong bằng việc tăng cường bắt bớ giới đấu tranh, nhất là khi sắp có sự kiện chính trị quan trọng. Nó thách thức Hoa Kỳ, phương Tây, nếu đánh giá sai, nóng mắt, công khai, phản ứng mạnh, ngay có thể bị làm khó chiến lược dài hợp tác chống Trung Quốc. Oái âm thay nữa là còn có thế lực, dù không ưa gì Trung Quốc, nhưng lại mang đầy tỉ vết tham nhũng, cũng muốn cải cách thể chế đấy, nhưng lại quyết siết chặt quyền tự do dân chủ của nhân dân để bảo vệ cho khối tài sản khổng lồ của nó. Ngược lại, với giới chức thuần túy muốn thoát chung, đương nhiên không ham gì làm vừa lòng Bắc Kinh bằng những hành động đàn áp tiếng nói dân chủ. Họ tìm được hậu thuẫn ở hiệu quả của giải pháp mới từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Trung Quốc. Phân biệt giữa hiện tượng đơn lẻ và bản chất sâu xa, tìm ra giải pháp khôn ngoan để ứng xử với tất cả những thế lực nói trên là không hề dễ. Như vậy, bằng việc mạnh mẽ và kiên trì điều chỉnh trong chính sách với Trung Quốc trên Biển Đông sẽ góp phần sâu xa thay đổi được tình trạng nhân quyền tại Việt Nam theo hướng tích cực, không chỉ trông cậy vào kịch bản những biện pháp gây sức ép trực diện về nhân quyền như nhiều năm trước đây. Ngoài ra, những yếu tố kinh tế giúp thay đổi từ gốc rễ vấn đề nhân quyền. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo thao túng tiền tệ hoặc làm sân sau cho hàng hóa Trung Quốc đội lốt để vào Mỹ hoặc lên án kẻ lợi dụng tệ hại nhất là ví dụ cho chiến lược chính sách tách dần chế độ này khỏi bạn vàng, ý thức hệ, lệ thuộc, kinh tế. Từ đó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề nhân quyền và Biển Đông. Về đối nội, một khi sức ép kinh tế của Hoa Kỳ lan tới Việt Nam mạnh hơn, buộc chính phủ và chính thể này phải sớm dứt bỏ cái đuôi tai hại là định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường học mót từ Trung Quốc, sẽ giúp định hình lại nhiều lĩnh vực pháp quyền, văn hóa, khoa học và môi trường. Không phải chỉ kinh tế, lực lượng dân chủ tiến bộ sẽ có tiếng nói trọng lượng hơn, được dân tin yêu hơn và bớt dần những tham nhũng bất công trong xã hội. Và viễn cảnh tiếp theo sẽ là gì? Sau kỳ bầu cử tổng thống mới tới đây, nếu ông Trump tái đắc cử, những quyết sách của Trung Quốc về kinh tế, Biển Đông, Đài Loan mấy năm qua có thêm thời gian ứng nghiệm sẽ rõ thêm hiệu quả. Từ đó có chút hy vọng với Việt Nam. Sau đại hội đảng, câu chuyện ý đảng, lòng dân sẽ bớt chất hài vốn chỉ để làm đàm tiếu về hè mà le lói thực hơn theo hướng cải thiện dân chủ
pháp quyền. Còn nếu như ông Biden đắc cử, dù cố gắng gượng tới đâu, thì đường lối xuyên suốt của Đảng Dân Chủ, tức là biểu hiện của con lừa, vẫn vậy, dù có điều chỉnh, làm dáng chút ít, có cố lần tìm con đường mà tiền nhiệm Donald Trump, tức là Đảng Cộng Hòa là con voi, đã khai phá trong quan hệ với Trung Quốc. Và chợt nhớ tới ngạn ngữ của Việt Nam mà chẳng tiện nói đành nhái có câu như sau: không có voi thì bắt lửa vác nặng. Và chúng ta chỉ dám mừng là thế giới này đã nhận ra con đường voi đã khai mở và như thế mà đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 4 tháng 11 năm 2020 với bản tin Tổng thống Mỹ đã làm ý đảng lòng dân tại Việt Nam gần nhau thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.